chiến thần sở Bắc Lạc Mai. chương 341, tôi nói có đúng không? Vương khôn tức điên người, mặt trợn tròn như sắp rơi ra ngoài. Long Tam, hung thủ đang ở ngay trước mặt rồi cậu còn chờ gì nữa? Tôi muốn lột ra nó. Lúc này, vương khôn đã bị cơn tức che lấp lý trí, ông ta không còn kiêng rẻ thân phận của sở Bắc nữa. Ngày xưa, vương khôn tung hoành Tân Hải với đủ mọi thủ đoạn, nếu xét về mưu kế thì Long Tam chưa có cửa so với ông ta. Xong, Long Tam vẫn đứng yên không nhúc nhích. Audio điện tử võ tấn bền. Gã bỏ ngoài tai mệnh lệnh của ông ta. Long Tam, cậu thế này là sao? Có phải cậu không còn nghe lệnh của tôi nữa không? Vành mắt phương khôn như sắp rách ra, mắt hắn đầy tiêm máu. Long Tam cắn răng, dứt khoát quay đi. Không phải gã không muốn ra tay, mà là không dám sở bắc này chắc chắn đáng sợ hơn vương khôn nhiều trương hạ vương khôn gọi to cửa phòng bao lại bị đẩy mở trương hạ lạnh lùng đi tới cạnh vương khôn chú khôn vương khôn chỉ vào sở bắc với vẻ mặt đầy u ám đi chặt đứt tay thằng này cho tôi nhưng không được để nó chết tôi phải hành hạ nó trương hạ ngẩn ra nhìn sở bắc sau đó cau mày rồi lại nhìn sang long tam người thanh niên này không đơn giản không chắc chắn thì hắn ta không dám ra tay. Sao, đến cậu cũng bỏ ngoài tai mệnh lệnh của tôi à? Thấy Trương Hạ đứng im, Vương Khôn tức đến nghẹt thở. Ông ta tái mắt, suýt thở không ra hơi. Cậu ta thông minh hơn ông đấy. Sở bắc nhếch miệng rồi nói với vẻ sâu xa. Vương Khôn, người Tân Hải, bỏ học từ năm 9 tuổi, nhặt xác sống qua ngày với mẹ mình, 15 tuổi đánh nhau bị giải đến đồn cảnh sát, 19 tuổi thì lăn lộn trong giới xã hội đen với tên đầu sỏ Lý Cường, sau đó phải ngồi tù 6 năm vì tội hành hung người khác, 22 tuổi thì thành lập Long Hổ Môn. 5 năm trước, ông tẩy trắng bản thân rồi đến tỉnh, ngoài hai con một trai một gái ra thì còn 6 đứa con riêng nữa. Vương Hổ chính là một trong số đó. Tôi nói có đúng không? Sở Bắc nhếch miệng cười, thuật lại lai lịch của Vương Khôn. Sứt lời, không chỉ Vương Khôn, đến Long Tam và Trương Hạ cũng ngẩn ra mươi 342 Vương Khôn như lên cơn điên, tiếp tục hò hét. Không muốn người khác biết, trừ khi mình đừng làm. Sở bác hừ lạnh một tiếng rồi nhìn về phía Vương Khôn. Tôi tìm ông chỉ để hỏi một chuyện thôi. Chuyện gì? Chán Vương Khôn đã dịn mồ hôi, ông ta vô thức hỏi. Năm năm trước, vào ngày 14 tháng 8, ông đã làm gì ở tòa nhà lớn La Hàng của Tân Hải? Sở bác cầm cây gậy trúc rồi nói rành mạch từng chữ nghe thấy thế ban đầu vương khôn ngẩn ra sau đó thì đứng bật dậy ông ta gần như đã phát điên trương hà trương hạ đâu đánh chết nó cho tôi ngay bây giờ nhanh vương khôn đột nhiên gào lớn lên như vậy khiến mọi người ở đây đều giật bắn mình không ai hiểu tại sao vương khôn lại phản ứng một cái thái quá như vậy chú khôn tôi trương hạ có vẻ đắn đo nhất thời không biết phải làm sao tôi bảo cậu đánh chết nó cơ mà không nghe thấy sao. Vương khôn như lên cơn điên, tiếp tục hò hét. Trương Hạ nuốt nước miếng, vừa quay sang thì đã va vào ánh mắt của sở bắc. Đôi mắt trống rộng ấy khiến hắn ta lập tức toát mồ hôi lạnh. Nếu giờ cậu đi ngay, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Sở bắc bình tĩnh lên tiếng, còn tim của Trương Hạ thì đang đập thình thịch như đánh trống. Hắn ta có cảm giác sở bắc có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Vì vậy, hắn ta cắn răng rồi quả quyết quay người rời khỏi phòng. Cậu đi đâu thế hả? Quay lại ngay cho tôi, Trương Hạ, thằng khốn này. Thấy Trương Hạ bỏ đi, Vương Khôn càng phát điên hơn. Trông ông ta không còn dáng vẻ trứng chặt của một người cao tuổi nữa, mà như một lão già điên. Đến Long Tam và các lão già khác cũng chưa từng thấy Vương Khôn kích động như thế này bao giờ. Im ngay! mươi 343, nếu tôi bảo có liên quan thì sao? Nói đi, rốt cuộc tối hôm đó ông đã làm gì? Sở bác lại dựa lưng vào ghế, như thể không hề vội vã, lặng lẽ chờ đợi. Một lúc lâu sau, vương khôn mới bình tĩnh lại. Ông ta giơ tay vào đầu, không còn vẻ hăm hở như lúc đầu nữa. Tôi biết ngay mình không nên đồng ý chuyện đó mà. Chuyện gì đến thì sẽ đến thôi. Vương khôn khàn giọng nói với vẻ hối hận và tiếc nuối vô tận. Sứt lời, ông ta ngẩng lên rồi nhìn thẳng vào sở bắc tôi không cần biết cậu là ai, tôi chỉ có thể nói tất cả là do ông ba nhà họ Dương bảo tôi làm. Tôi chỉ hẹn tổng giám đốc triệu của tòa nhà La Hàng đi ăn, sau đó tiện thể mang giúp họ chút đồ thôi. Ngoài ra, tôi không làm gì nữa cả. Nghe xong, sở bác vô thức cau mày. Đó là thứ gì? Tôi không biết. Vương khôn lắc đầu, ông ba nhà họ Dương đưa cho tôi một túi công văn rồi bảo tôi chuyển cho tổng giám đốc triệu, mà hình như họ cũng không quá để tâm đến túi công văn ấy đâu ăn uống xong thì tôi đi về, sau đó mới biết. Sau đó ông mới biết có người chết ở tòa nhà la hàng. Ngay trong đêm đó, mọi người ở đấy đã bỏ đi hết, không còn gì cả. Sở bác nói tiếp với vẻ lạnh lùng. Đúng vậy. Vương Khôn khẽ gật đầu với vẻ mệt mỏi. Tôi không muốn vậy đâu, chuyện này thật sự không liên quan đến tôi. Nếu tôi bảo có liên quan thì sao? Không thể nào. Vương Khôn nghiêm giọng phản bác, lồng ngực phập phồng. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này thì đều thấy rất khó hiểu. Vương Khôn đạt được thành tựu như ngày hôm nay thì tay đã nhuốm máu tươi không biết bao nhiêu lần. Chương 344 thậm chí không còn ý định phản kháng nữa. Mặt họ hiện lên đầy vẻ kinh ngạc. Còn Vương Khôn thì cúi thấp đầu xuống, như để che giấu điều gì đó. Nhưng cơ thể run rẩy đã bán đứng ông ta. Rõ ràng ông đã biết tất cả, nhưng vẫn cố làm. Vì gã họ Dương kia hứa sẽ tẩy trắng cho ông tổng giám đốc triệu kia chỉ là thế thân thôi, còn người thật đã bỏ ra nước ngoài từ lâu rồi. Hơn nữa, chính ông là người đã thiết kế lộ trình và đặt vé máy bay cho người đó bằng chính thân phận của mình. Từng câu từng chữ của anh như những mũi dao đâm vào tim Vương Khôn. Vương Khôn ngày càng tái mặt hơn, thậm chí còn không đủ sức để ngồi thẳng. Sở bác ngẩng đầu lên, không nhìn ông ta nữa. Tôi biết ông sẽ không nói thật nên sẽ không ép ông nữa tranh thủ nốt khoảng thời gian cuối cùng đi. Cậu, cậu định làm gì, vương khôn cuống lên. Nhưng sở bác đã quay người đi, không để mắt đến ông ta nữa. Bụp, cửa phòng bao trượt bị đạp mở một cách thô bạo. Ngay sau đó, có năm, sáu người cao lớn mặc âu phục đen xông vào. Họ mạnh mẽ đè vương khôn xuống đất. Đối mặt với họng súng đen ngòm, các lão già vừa nãy còn hung hăng giờ đều cúi đầu xuống, không dám hé răng nửa lời. Các người là ai? tại sao lại bắt tôi? Các người làm vậy là phạm pháp, tôi sẽ kiện các người. Vương khôn sợ đến mức run rẩy, nhưng vẫn hùng hổ không chịu thỏa hiệp. Sau đó, có một người đã dơ một tờ giấy ra trước mặt ông ta. Vương khôn như hóa đả, cảm thấy hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí không còn ý định phản kháng nữa. Trong giây phút ngắn ngủi, Long Tam hãi đến mức vã mồ hôi. Gã liếc mắt ra ngoài thì thấy Trương Hạ đã bị khống chế. Không cần nghĩ, gã cũng biết thụ hiền lâu đã bị thất thủ rồi. mươi 345 điều quân đội hận nhất chính là sự phản bội. Vào đi, những ai có tiền án tiền sự thì dẫn đi hết. Nghe thấy vậy, mấy người đô con kia lập tức hành lễ rồi dẫn người nhanh chóng đi ngay. Đến nhanh mà đi cũng nhanh. Loáng cái, chỉ còn lại sở bắc và long tam ở trên tầng 5. Tôi không thích long hổ môn, không tồn tại thì tốt hơn, anh nghĩ sao? Sở bắc ngoảnh sang nhìn long tam vâng, vâng. Long Tam lắp bắp, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi cho anh một cơ hội, hãy tìm thế thân của Tổng Giám Đốc Triệu của 5 năm trước trong vòng một tháng. Long Tam đần người ra. Gã có biết gì về chuyện này đâu, đã thế chuyện còn xảy ra từ 5 năm trước, vậy có khác gì mò kim đáy biển chứ? Vâng, vâng ạ. À. Tốt, chỉ có một tháng thôi, đừng làm mất cơ hội. Sở Bắc hài lòng nhìn Long Tam rồi chống gậy trúc rời đi chỉ còn Long Tam ở lại há miệng thở dốc, mặt cắt không còn giọt máu. Sau khi rời khỏi tụ hiền lâu, sở bác chống gậy đi lên một chiếc xe may bách. Thành Vũ có vẻ đã ngồi chờ trên xe rất lâu rồi. Cậu chủ, ông ba nhà họ Dương chính là Dương Hoài An chú ba của Dương Xuyên. Nhưng 8 năm trước, ông ta đã tách khỏi nhà họ Dương, 3 năm sau thì đã mai danh ẩn tích. Còn tổng giám đốc triệu đó thì tôi vẫn chưa điều tra ra được, Chắc từ khi xuất ngoại từ 5 năm trước chưa từng về nước lần nào. Sở Bắc gật đầu, mọi thứ đúng như anh dự đoán. Tiếp tục điều tra, ông ta vẫn đang ở Tân Hải đấy. Thanh Vũ ngẩn ra, ý của cậu là? Sở Bắc mỉm cười, 5 năm trước, dù tôi đã thất bại, nhưng đối phương cũng không thành công. Sau đó, anh lạnh giọng nói tiếp, còn nữa, việc quan trọng nhất là tìm ra tên phản bội ấy. Nếu không, sao 11 người anh em của tôi có thể yên nghỉ được? Vâng thưa cậu. chương 346, hư, từ già đến trẻ toàn một lũ bẩn hàn. Trong điện thoại vang lên giọng nói có vẻ gấp gáp của Lạc Tuyết. Anh đang trên đường về nhà, có chuyện gì thế? Mẹ và Vũ Tâm đang gặp chút chuyện phiền phức ở trường mẫu giáo, tôi đang bận nên không đến ngay được, anh qua đó xem sao nhé. Giọng nói của Lạc Tuyết có vẻ bất lực và lo lắng. Bình thường đều là cô hoặc sở bác đi đón con. Nhưng hôm nay, cô quá bận mà không biết sở bác lại đi đâu mất nên đành nhờ chu cầm đi đón tiểu vũ tâm. Không ngờ lại xảy ra chuyện. Được, anh sẽ đến đó ngay. Vừa nghe thấy là chuyện liên quan đến con gái, sở bác lập tức bảo thanh vũ quay xe đến trường mẫu giáo. Trường mẫu giáo số 1 Tân Hải được công nhận là trường tư tốt nhất ở đây. Vì thế, mỗi khi đến giờ vào học hay tan lớp, đều có cả hàng xe sang đỗ ở bên ngoài, các bậc phụ huynh đều là những người có thân phận cao sang quyền quý lúc này rõ ràng đã tan học một lúc lâu mà cổng trường vẫn kín người mụ già kia bà trông cháu kiểu gì thế hả có biết đôi giày này của con trai tôi bao nhiêu tiền không có bán bà đi cũng không mua nổi đâu một người phụ nữ mập mạp trang điểm đập đang chỉ tay vào mặt chu cầm rồi mắng chửi trông dáng vẻ của cô ta như thể hai người có thâm thù cừu hận có một bé trai ăn mặc rất sang trọng đứng cạnh cô ta, vừa nhìn đã biết là cậu ấm nhà giàu. Chu cầm đứng ở phía đối diện đang nghiến răng với vẻ mặt khó chịu. Tiểu vũ tâm đứng cạnh bà ta thì nắm chặt tay thành nắm đấm, vành mắt đỏ hoe. chương 347 không đời nào. Không phải vì tiểu vũ tâm, mà vì người phụ nữ kia dám chửi bà ta, điều này khiến bà ta muốn phát điên. Và lại, có mỗi đôi giày thôi mà, đáng bao nhiêu tiền nào đáng bao nhiêu tiền ư? Người phụ nữ nghe thấy thế thì tức đến mức bật cười. Bà mở to mắt ra mà nhìn, đây là nhãn hiểu nổi tiếng của nước ngoài đấy, cả Tân Hải chỉ có ba đôi thôi. Ừ thì cũng không đắt lắm, chỉ có năm, sáu mươi nghìn thôi. Nhìn bà thế này chắc không thiếu chút tiền ấy đâu nhỉ. Chuyển khoản hay trả tiền mặt đây. Người phụ nữ giơ hai tay chống nạnh rồi cất giọng với vẻ sâu xa. Xước lời, cô ta chia tay ra với chu cầm, Ý tứ đã quá rõ ràng. Cái gì? Có đôi giày mà những năm 60.000, sao cô không đi ăn cướp luôn đi? Chu cầm trợn tròn mắt, biến sắc mặt. Tôi không biết hàng ngoại hàng nội gì hết, nhưng có đôi giày mà cô đòi tôi đền năm 60.000 thì rõ ràng là ăn chặn người ta. Ăn chặn? Người phụ nữ nghe thấy thế thì lập tức tỏ vẻ coi thường. Tôi biết rồi, ra là đồ nhà quê, có cần tôi lấy hóa đơn cho bà xem không? Người phụ nữ vênh váo cất giọng đầy vẻ khinh bỉ. Vì bà là bà già nhà quê nên tôi sẽ không gây khó dễ nữa. Thế này đi, bà đền cho tôi 20.000 thì tôi sẽ bỏ qua, không thì chuyện này chưa xong đâu. Hả? Mặt chu cầm lập tức đỏ lên. Bà ta là một người rất ưa sĩ diện, mà người phụ nữ này luôn miệng rẻ biểu bà ta là đồ nhà quê, điều này khiến chu cầm tức điên lên. Đã thế, cô ta còn định bòn tiền của bà ta ư? Không đời nào. Hừ, cô bảo tôi là đồ nhà quê, thế cô là cái thá gì hả? Dẫm lên giày một cái là đòi người ta những 20.000, cô tưởng mình là ai hả? Mơ đi! mươi 348, giờ bà đã biết chưa? Nghe thấy vậy, những người vây xem đều ngẩn ra. Sau đó, ai nấy đều có vẻ sợ sệt. Nếu sở bắc mà ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra người phụ nữ này. Cô ta chính là Từ Lệ, người mà anh từng gặp một lần ở tập đoàn Lý Thị. Chỉ có Chu Cầm cao mày với vẻ mặt mù mờ. Lý Hải Bắc là ai? Tôi không biết. Tôi? Từ Lệ đang dương dương đắc ý thì bị câu nói của Chu Cầm làm cho nghẹn họng. Đúng là đồ nhà quê, đến chồng tôi mà cũng không biết. Từ Lệ hừ một tiếng rồi tỏ vẻ khinh bỉ. Thế bà có biết Lý Hải Đông gia chủ nhà họ Lý không? Đó chính là anh ruột của chồng tôi đấy. Nhà họ Lý, nhà họ Lý nào? Ơ. Ờ. Ban đầu, Chu Cầm nghệt mặt ra sau đó như nghĩ ra điều gì lập tức hít một hơi lạnh mặt bà ta tái hẳn đi thật lòng thì bà ta không biết nhà họ lý mạnh đến mức nào chỉ biết người ta là một gia tộc lớn hàng đầu mà thôi một gia tộc còn con hạng ba như nhà họ lạc đã có thể hành bà ta thừa sống thiếu chết rồi nói gì đến gia tộc hàng đầu nghĩ tới đây chu cầm lập tức rụt cổ lại như con rùa bà ta thầm thấy vô cùng hối hận Sao bà ta không tung tẩy đi chơi mà lại nhận lời đón con cho Lạc Tuyết làm gì? Để giờ ra nông nỗi này. Xong rồi, phen này là xong thật rồi. Giờ bà đã biết chưa? Trông thấy sắc mặt của Chu Cầm, từ lệ cười khẩy. Chương 349, còn chối nữa. Chu Cầm tức quá không nhịn được nên đã đẩy Tiểu Vũ Tâm một cái. Cô bé ngã xuống đất, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại. Dù vành mắt đã đỏ hoe, nhưng cô bé vẫn cố không khóc bà ơi, cháu, cháu không dẫm vào giày bạn ấy thật mà. Còn chối nữa, Chu cầm tức đến mức trợn tròn mắt, sau đó giơ tay lên định đánh tiểu vũ tâm. Cô bé hoảng sợ vội cúi đầu xuống, làm giọt nước mắt lăn dài. Được rồi đấy bà già kia, quyết định nhanh lên, tôi còn bận nhiều việc, không rảnh để phí thời gian với bà đâu. Từ lệ mất kiến nhẫn, bắt đầu thúc giục. Nhưng Chu cầm biết đào đâu ra tiền bây giờ nhưng bà ta cũng không thể đắc tội với nhà họ Lý được. Trong lúc khó xử, bà ta không biết phải làm thế nào. Sao cứ im thiên thiết thế? Hay đền không nổi, đúng là đồ quê mùa, 20.000 cũng không có mà dám cho cháu đến đây học à. Từ lệ nhếch miệng rồi cất giọng với vẻ rất khinh thường. Sau đó, cô ta ngoảnh sang lường tiểu vũ tâm. Con bé kia, mau chuyển trường đi, lần này, mày chỉ làm bẩn giày con trai tao thôi, nếu lần sau mà đến lượt quần áo thì bán mày đi cũng không đủ tiền đền đâu. tiểu vũ tâm nghe thấy thế thì cũng nổi giận. không biết cô bé lấy đâu ra dũng khí rồi bò dậy rồi nhìn thẳng vào từ lệ. cháu không dẫm vào giày của con trai cô. cháu có tên, tên cháu là lạc vũ tâm. ái cha, tao mới nói mày mấy câu mà đã lên mặt rồi hả? từ lệ hít mắt lại với vẻ bực bội. con danh con, xem ra tao không dạy cho mày một bài học thì mày không biết thân biết phận rồi dứt lời, từ lệ giơ tay lên định tát một cái thật mạnh lên má tiểu vũ tâm. Chu cầm chỉ biết trơ mắt ra nhìn, chứ không hề định ngăn cản. Bây giờ, bà ta chỉ muốn giàn xếp cho xong chuyện này. Còn tiểu vũ tâm bị người ta tát một cái cũng không sao cả. Tiểu vũ tâm sợ đến mức nhắm mắt lại, trong đầu chỉ nhớ đến sở bắc và lạc tuyết. chương 350 hỏng, phe này to chuyện rồi. Không phải vì sợ, mà là mừng rỡ. Chu Cầm ngẩn ra rồi trợn tròn mắt. Không biết Sở Bắc đã xuất hiện trước người Tiểu Vũ Tâm từ lúc nào. Anh giơ tay phải lên đỡ lấy tay của Từ Lệ. Thằng mù này, là mày ư? Thấy tay mình bị nắm chặt, Từ Lệ vô thức cau mày. Khi nhìn rõ đối phương, cô ta càng điên tiết hơn. Cô ta đã từng gặp Sở Bắc một lần ở tập đoàn Lý Thị. Hình như người này có liên quan đến việc chồng cô ta gặp chuyện. Đánh trẻ con là một thói quen rất không tốt sở bắc lạnh mặt lắc đầu rồi cất giọng bình thản. Hừ, tao đánh nó đấy thì sao? Mày là cái thá gì? Tránh ra. Từ lệ càng bực mình hơn. Cô ta đang sẵn cơn tức vì chuyện của chồng mình rồi. Giờ nhìn thấy sở bắc thì chỉ muốn giết người luôn. Cô nên cảm thấy may mắn. Sở bắc khẽ nói một câu rồi vung tay phải lên. Từ lệ thấy người mình như bị đấm mạnh một cú rồi lảo đảo lùi lại. Cô ta bước loạn choạng rồi ngã nhào dáng vẻ nhếch nhác khiến mọi người xung quanh phải bật cười tâm nhi con có sao không sở bắc ngoảnh lại rồi cúi xuống bế con gái lên bố ơi con không sao tiểu vũ tâm kiên cường lau nước mắt nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe trông rất đáng thương chu cầm đứng cách đó không xa thì sầm mặt bà ta căm ghét nhìn sở bắc tên này dám đánh em dâu của chủ tịch tập đoàn lý thị ư audio điện tử võ tấn bền chương 351 chu cầm thật sự muốn phát điên. Từ lệ giơ tay chống nạnh, trông giữ như một con hổ cái. Sở bắc nhíu mặt, sặc mặt lạnh đi. Ban nãy, từ lệ thật sự nên cảm thấy may mắn. Vì nếu cô ta đánh tiểu vũ tâm thì chắc cánh tay ấy sẽ bị phế rồi. Nhưng bây giờ, bố ơi, con không dẫm vào giày của bạn ấy đâu, con thề ạ. À? Tiểu vũ tâm nghiêng đầu nói với giọng chân thành. Sở bắc xoa đầu cô bé rồi mỉm cười bố biết, tiểu vũ tâm ngoan thế thì sao dẫm lên giày của bạn được. Dứt lời, anh lại ngước nhìn từ lệ. Đền tiền, được, tôi chỉ sợ cô không dám nhận thôi. Không dám nhận, ha ha, đúng là nực cười. Từ lệ nghe xong thì ngửa cổ lên cười. Hừ, gì chứ riêng tiền thì tao không bao giờ từ chối nhé. Đôi giày này của con tao mua mất 60.000, chỉ cần mày đền đủ thì chuyện này coi như xong, còn không thì hừ. Từ lệ vinh mặt lên. Cô ta nói như thể biết chắc sở bắc không có ngần ấy tiền. Đồ anh mặc trên người khéo còn chưa đến 100, thì lấy đâu ra ngần ấy tiền. Cô, ban nãy rõ ràng cô bảo là 20.000 cơ mà, sao giờ lại 60. Đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé, đừng đọc ở website ăn cắp chuyện. Chu cầm nghe thấy thế thì cuống lên. Hừ, tôi thích thế đấy, sao nào? Bà thử nói thêm câu nữa xem, có tin tôi đòi hẳn 100.000 không? Từ lệ quát nạt. Chu Cầm lập tức rụt cổ lại. Dù trong lòng thấy rất không cam tâm, song vì thân phận của Từ Lệ nên bà ta đành nhịn. Một trăm nghìn, nếu cô dám đòi thì dù tăng thêm gấp mười lần cũng được. Sở Bắc bình thản nói. Mọi người nghe thấy vậy thì như bùng nổ. Sở Bắc, cậu làm gì thế hả? Còn sợ chưa đủ loạn hay sao? Chu Cầm thật sự muốn phát điên. Chương 352 có người vui, có kẻ buồn. Mọi người nghe rõ rồi chứ? Chính miệng nó nói đấy nhé. Tăng thì tăng, tao cũng không làm khó mày nữa, chỉ cần 500.000 thôi, đưa đây, tao sẽ nhận ngay. Từ lệ không ngại phiền phức, giọng nói đầy vẻ khí phách. Chu cầm định ngăn cản nhưng đã muộn. Bà ta nhìn sở bắc như muốn bóp chết anh. Được, là cô nói đấy nhé. Ánh mắt của sở bắc vẫn bình thản như cũ. Anh khẽ ngoác ngón tay, chiếc may bách ở phía xa chậm chậm di chuyển đến ngân hàng gần nhất. Nhưng không ai để ý tới cả. Đương nhiên, từ lệ hừ một tiếng, không chút sợ hãi. Nhưng tao phải nhắc mày một câu, tao chỉ cho mày 10 phút thôi, nếu quá giờ thì mày tự chịu trách nhiệm. Nghe thấy thế, mọi người ở xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Chu cầm tái mặt, bầu không khí lập tức trở nên quái lạ. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía sở bắc. 10 phút để chuẩn bị 500 nghìn. Dù anh có ngần ấy tiền thật thì khéo cũng không đi rút kịp muốn rút nhiều tiền như vậy thì thường phải hẹn trước. nhưng người phụ nữ này là em dâu của chủ tịch tập đoàn lý thị. nếu đắc tội với cô ta thì kiểu gì cũng bị ăn hành. ai cũng có vẻ lo lắng. riêng sở bác vẫn bình tĩnh như thường. anh bế tiểu vũ tâm thậm chí còn chẳng cau mày. từ sau khi có con gái anh đã có cách giải quyết vấn đề khác xưa. dùng bạo lực là chuyện xưa rồi. thời gian cứ thế trôi đi. có người vui, có kẻ buồn. Từ lệ giơ tay chống nạnh, đang chờ xem trò cười của sở bắc. chương 353, tự cô xem sẽ biết ngay thôi. Quả nhiên, từ lệ vừa nói dứt câu thì chu cầm đã sợ đến mức suýt ngã. Còn sở bắc chỉ hừ một tiếng dưới ánh nhìn thương hại của mọi người. Cô vội gì chứ, đã hết 10 phút đâu. May, hừ, không có tiền thì đừng ra vẻ, không sẽ bị xét đánh đấy. Từ lệ tức đến mức nghiến răng, rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn tao cho mày một phút cuối cùng, nếu không có tiền thì mày. Xong, tư lệ còn chưa nói hết câu thì. Két, một tiếng phanh xe chói tai vang lên. Một chiếc may bách xuất hiện. Chiếc xe đỗ ngay trước mặt sở bắc. Cửa xe mở ra, một cô gái chậm rãi bước xuống. Với vóc dáng này thì người phụ nữ nào nhìn thấy cũng ghen tị. Còn gương mặt xinh đẹp lại là thứ mà không một người đàn ông nào có thể từ chối. Đã thế, cô còn có khí thế phiêu giật như tiên nữ dáng trần. Cậu chủ, tiền đây ạ. À? Thanh Vũ bước tới gần sở bắc. Cô đặt chiếc vali trong tay xuống, từng hành động đều thu hút ánh nhìn của cánh đàn ông. Tốt, cô vất vả rồi. Sở bắc mỉm cười gật đầu, dứt lời thì nhìn sang từ lệ. Tiền đấy, cô đếm đi. Cái gì? Câu nói của sở bắc khiến tất cả mọi người phải nhíu mày. Nhất là chu cầm, bà ta đang há hốc miệng hết nhìn sở bắc lại nhìn thanh vũ. Sau đó, bà ta đờ người ra. Còn từ lệ cũng đang trợn tròn mắt, nụ cười trên mặt cứng đờ. Cô ta thật sự không ngờ sở bắc lại có nhiều tiền đến vậy. chương 354, không có gì, tính kinh doanh ấy mà. Từ lệ ngập ngừng, sau đó tiến lên rồi cẩn thận mở vali ra. Ngay sau đó, mắt cô ta trợn tròn như thấy ma quỷ. Cô ta kinh ngạc đến mức không nói nên lời đập vào mắt cô ta là một màu đỏ trói. Các chồng tiền được xếp ngăn nắp trong vali, kín mít không một chỗ hở. Không, không thể nào. Từ lệ lẩm bẩm rồi tránh sang một bên, cảnh tượng trong vali đã hiện ra trước mắt mọi người. Ai nấy đều nghiệt mặt ra. Toàn các tờ tiền mới tinh có số sơ di nối tiếp. Chứng tỏ số tiền này vừa được rút từ ngân hàng. Mới 10 phút mà ngân hàng đã chuẩn bị được ngần ấy tiền ư. Không ai ngờ được điều này nhất là Chu Cầm, suýt nữa bà ta đã hét lên. Bà ta không ngờ nhà mình lại có nhiều tiền như vậy. Sao, hài lòng rồi chứ? Sở Bắc hờ hững nói, như thể với anh 500.000 chỉ như 500 đồng. Nghe thấy thế, Từ Lệ mới hoàn hồn. "Rồi, tôi hài lòng rồi." Từ Lệ vội vàng gật đầu, mắt sáng lên khi nhìn chồng tiền trước mặt. Không ngờ hôm nay lại gặp được một thằng hâm, giàu to rồi. "Xong, tôi cầm tiền rồi." cậu đi đi, sau nhớ nhắc con gái phải cẩn thận, không sẽ phiền phức hơn đấy. Từ Lệ xua tay, không thèm nhìn Sở Bắc nữa, mà chỉ quan tâm đến tiền thôi. Xong, Sở Bắc mỉm cười, hoàn toàn không có ý định bỏ đi. Nếu cô đã nhận tiền rồi thì tôi cũng phải lấy thứ thuộc về mình. Hả? Chương 355, tôi không nghĩ vậy, câu nói của Sở Bắc quá mức kinh hãi. Thằng điên, mày chán sống rồi hả? Từ Lệ lập tức xa sầm mặt. Tôi không nghĩ vậy." Sở Bắc cười nói, tôi chỉ thấy rất công bằng thôi. "Đương nhiên, tôi cũng sẽ cho cô 10 phút để suy nghĩ, không phải vội." Dứt lời, Sở bác bế con gái ngồi xuống ghế đá cạnh đó. Dáng vẻ nhàn nhã như đi nghỉ dưỡng. Dưới ánh nhìn tròng trọc của mọi người, Tư Lệ sa sầm mặt rồi nghiến răng nghiến lợi. "Hừ, mày chưa đủ trình đâu con, để tao xem, hôm nay ai dám động vào tao nào?" Từ lệ gập chiếc vali lại rồi cầm chắc trong tay, rút lời thì lập tức quay người bỏ đi, thậm chí còn không đoái hoài đến con trai. Xong, cô ta vừa nhấc chân thì... Vù! Thanh Vũ đã chắn trước mặt cô ta như hồn ma. Mày, mày định làm gì? Từ lệ giật bắn mình, mặt cũng nhân lại. Cậu chủ bảo cô ở đây thì cô không được đi đâu hết, đừng bắt tôi phải ra tay. Giọng nói cùng dáng vẻ bình tĩnh của Thanh Vũ lạnh lùng như băng giá. Từ lệ không rét mà run rồi vô thức lùi lại. Cô còn 9 phút nữa, nếu hết giờ, tôi sẽ chọn dùm cô đấy. Giọng nói của Sở Bắc vẫn thờ ơ như vậy. Đương nhiên, cô cũng có thể gọi cho Lý Hải Đông hoặc Lý Hải Bắc, để xem họ có thể cứu hay dám cứu cô hay không. Chương 356 chỉ có Sở Bắc là như người ngoài cuộc. Minh à, anh đang ở đâu đấy? Đang ngủ á? Mấy giờ rồi mà còn ngủ? Anh mau đến đây đi em với con đang bị người ta bắt nạt đây này. Ai không cho anh đi, sao chuyện gì anh cũng nghe theo anh mình vậy, anh có phải đàn ông nữa không hả? Ừm, em với con chờ anh ở cổng trường mẫu giáo, nhanh lên đấy. Lúc này, cả không gian chỉ còn tiếng nói chuyện điện thoại của từ lệ. Mọi người đều biết người đàn ông ở đầu dây bên kia rất có quyền thế. Xem ra, trò hay mới chỉ bắt đầu thôi. Thằng mù kia, mày định chơi tao chứ gì? cứ chờ đấy, chồng tao sắp đến rồi. Thấy chồng mình đồng ý sẽ tới, từ lệ ngắt máy rồi không còn sợ gì nữa. Còn con danh con với mụ già kia nữa, tao sẽ xử hết một thể. Nghe thấy thế, chu cầm chủ thấy sống lưng mình lạnh toát. Còn sở bắc vẫn ung dung bế con gái, đầu cũng chẳng ngẩng lên. Ôn ào, anh chỉ nói đúng một câu. Chát, một tiếng bà tai vang lên khiến mọi người bàng hoàng. Hóa ra, Thanh Vũ đã không chút do so dự mà tát thẳng vào mặt Từ Lệ. Mày, mày dám đánh tao. Thấy mặt mình đau rát, Từ Lệ như muốn phát điên. Thanh Vũ vẫn lạnh mặt rồi nhìn cô ta không chớp mắt. Cô còn lộng ngôn thêm một câu nữa, là tôi giết cô đấy. Giọng nói lạnh lùng khiến Từ Lệ không rét mà run. Cô ta cảm thấy nếu mình còn lên tiếng nữa thì chắc chắn cô gái này sẽ xuống tay ngay. Dù trong lòng thấy rất không cam tâm, nhưng Từ Lệ vẫn cố nhịn ánh mắt cô ta nhìn sở bắc đã đầy uất hận. Hừ, chờ chồng tao đến thì mày chết chắc. chương 357, giờ này còn giải thích gì nữa? Chồng, sao giờ anh mới đến? Thấy cửa xe Audi mở ra, từ lệ vội vàng chạy nhanh tới. Em chỉ đi đón con thôi mà sao lại gây ra chuyện gì thế? Lý Hải Bắc mặc một bộ đồ thoải mái bước từ trên xe xuống, sau đó cất giọng bực dọc. Chồng, chuyện này không liên quan đến em, là tại con bé con với mụ già ấy đã gây chuyện với em trước. Chồng, thằng kia còn đang đòi mua một cánh tay và đôi mắt của em đấy, thậm chí nó còn coi thường nhà họ Lý mình, anh phải đòi lại công bằng cho em. Từ lệ lập tức tố cáo, ai không biết còn tưởng cô ta mới là người bị ức hiếp. Hả, ai mà to gan thế? Lý Hải Bắc cau mày, vốn không định làm lớn chuyện, nhưng vừa nghe thấy có kẻ coi thường nhà họ Lý, ông ta đã nổi xung. Là nó anh không được tha cho nó đâu đấy. Từ lệ mừng thầm rồi tức tối chỉ vào sở bắc. Lý Hải Bắc cao mày rồi ngoảnh lại nhìn. Những người khác cũng hướng ánh mắt về phía sở bắc. Xong, đều với vẻ thương cảm. Ông hai nhà họ Lý đã đến rồi, không cần nghĩ cũng biết thanh niên họ sở kia sẽ gặp phiền phức. Còn chu cầm thì không dám ngẩng đầu lên, chỉ mong có cái khe hở nào đó để chui xuống. Hả? Lý Hải Bắc nhìn theo phía mà từ lệ chỉ, khi trông thấy bóng lưng cách đó không xa, ông ta chợt xứng người. Sao trông quen thế nhỉ? Xong, Lý Hải Bắc không thể nhớ mình đã gặp người này ở đâu. "Cậu bạn trẻ, cậu bắt nạt vợ con tôi xong thì ít ra cũng phải có một lời giải thích chứ." "Giờ này còn giải thích gì nữa?" Lý Hải Bắc vốn định dùng chiêu mềm mỏng trước, nhưng từ lệ không nhịn được nữa rồi. Chương 358 hai người này không xử lý Sở Bắc mà lại cãi nhau ư? lý hải bắc cất giọng nhàn nhạt, nhạt nếu bị anh trai phát hiện ông ta chạy tới đây thì kiểu gì cũng bị ăn mắng sau đó cuối cùng thì sở bắc cũng chịu lên tiếng nhà họ lý oai quá nhỉ hôm nay tôi được mở rộng tầm mắt rồi sở bắc vẫn không chút lo lắng lý hải bắc cau mày không chỉ có bóng lưng mà đến giọng nói này cũng rất quen thế thì sao từ lệ giơ tay chống nạnh tiếp tục thể hiện ra vẻ tranh chua Thấy chồng tao đến một cái thì không dám thò mặt ra nữa đúng không? Tao biết ngay mà, đúng là lũ nhà quê. A. À, sở Bắc bật cười, có nhiều người thật sự không biết sống chết là gì. Sở Bắc cử động chân, sau đó bế con gái chậm chậm quay lại. Hừ, cuối cùng cũng dám quay lại rồi à? Chờ xem tao xử lý mày thế nào đi. Chồng, gọi người tới đi anh. Chồng. Từ lệ nổi giận ngất trời. Xong, cô ta chợt phát hiện chồng mình đứng yên như tượng cô ta ngoảnh sang thì thấy mặt Lý Hải Bắc nghiệt ra. Ông ta ngẩn ngơ nhìn sở bắc như đã hóa đá. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy người Lý Hải Bắc còn đang run lên. Chồng, anh sao thế? Mau gọi người đến đánh chết nó đi. Từ lệ sốt sắng, vừa thúc giục vừa dậm chân. Im đi. Ai ngờ, Lý Hải Bắc lại ngẩng lên rồi quát vào mặt cô ta. Lúc này, không chỉ có từ lệ, mà đến những người xem náo nhiệt cũng tỏ vẻ khó hiểu hai người này không xử lý sở bắc mà lại cãi nhau ư. Chồng, anh, từ lệ sợ hết hồn, nhưng Lý Hải Bắc không còn để ý đến cô ta nữa. Sau đó, ông ta nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc với sở bắc. Cậu, cậu sở, chuyện. chương 359, cô đòi bao nhiêu tiền? Sao mà, trùng hợp thế? Chồng, anh biết nó à? Dù từ lệ có rốt đến mấy thì cũng phát hiện ra điều bất thường, giọng nói lập tức dịu hẳn. Lý Hải Bắc, xem ra ông mau quên quá nhỉ. Sở Bắc cất giọng bình thản, nghe thấy thế, Lý Hải Bắc sợ đến mức suýt quỳ xuống đất. "Cậu Sở, đây là hiểu lầm, không liên quan đến tôi." Lý Hải Bắc như sắp khóc đến nơi, nếu biết là Sở Bắc thì có đánh chết ông ta cũng không đến đây. Lúc này, không chỉ có Từ Lệ mà tất cả mọi người xung quanh cũng không hiểu gì. Sao ông hai nhà họ Lý lại phải cúi đầu? Đã thế còn là với một người vô danh tiểu tốt đúng là khó hiểu. Thấy dáng vẻ lắp bắp cùng sợ hãi của Lý Hải Bắc, sở bắc nói thẳng. Nếu ông không liên quan thì biến luôn đi. Nhưng vợ ông đã nhận tiền của tôi, cho nên phải ở lại để thực hiện giao dịch. Nghe thấy thế, Lý Hải Bắc tái mặt rồi ngoái lại lườm từ lệ. Chuyện rốt cuộc là thế nào? Lúc này, từ lệ thật sự thấy sợ hãi. Chồng, thì thì tại con gái cậu ta dẫm lên giày con trai mình, giày bị bẩn thì em bắt họ đền tiền thôi. Cái gì? Lý Hải Bắc nổi điên. Chàng trai trẻ này đến Lý Hải Đông còn không dám động tới, mà cô dám đòi tiền người ta ư. Cô đòi bao nhiêu tiền? Năm, năm, năm mươi nghìn. Từ lệ méo mặt, năm trăm nghìn. Quỳnh, Lý Hải Bắc giật khóe miệng, suýt nữa ngã vật ra đất. mươi 360 như vậy nào có bình thường chứ? Đôi giày của con trai ông chỉ có giá sáu mươi nghìn thôi, số còn lại tôi dùng để mua thứ khác xẹt nghe thấy thế lý hải bắc lập tức tái mặt cậu sở cậu muốn gì đơn giản lắm sở bắc mỉm cười rồi nhìn sang từ lệ một cánh tay hoặc đôi mắt của cô ta dầm lý hải bắc sợ đến mức ngồi thụp xuống thậm chí còn quên cả việc cầu xin từ lệ cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ hình như chồng cô ta rất sợ thằng nhà quê này thì phải chồng anh sao thế mau nghĩ cách đi chứ cô im đi Lý Hải Bắc tỏ vẽ giữ dằn rồi tát cho từ lệ một phát. Tất cả là tại cô hết, cô tự xử lý đi. Nếu không làm cậu sở nguôi giận thì đừng nói là cô, ngay cả nhà họ Lý chúng ta cũng sẽ xong đời luôn. Đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé, đừng đọc ở website ăn cắp chuyện. Thấy Lý Hải Bắc gào lên như vậy, từ lệ lập tức hoảng loạn. Bây giờ, cô ta mới biết sở Bắc là người có thân phận mà ngay cả nhà họ Lý cũng không dám động tới. Mà nghĩ lại cô ta thấy cũng đúng, trong vài phút ngắn ngủi mà anh đã có thể rút được 500.000 tiền mặt rồi. Như vậy nào có bình thường chứ? Nghĩ đến đây, ánh mắt Từ Lệ nhìn Sở Bắc đã hoàn toàn khác trước. "Cậu, cậu Sở, tôi, tôi biết lỗi rồi, tôi không cần số tiền này nữa, cậu nhận lại đi ạ." Từ Lệ cẩn thận đẩy chiếc vali về phía Sở Bắc. Dù cô ta thấy rất tiếc, nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn. Nhưng Sở Bắc chỉ mỉm cười, không hề có ý nhận lại. Chúng ta đã thỏa thuận xong rồi mà, chỉ cần tôi trả tiền thì cô sẽ lấy, sao giờ lại hối hận thế? Nghe thấy thế, mặt Từ Lệ nhăn như ăn phải con ruồi chết, không nói được gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 360.